Chào các bạn ha. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một cuộc gọi điện thoại lừa đảo phổ biến nhất hiện nay. Gần đây và đã rất lâu rồi, nhiều người đã nhận được cuộc điện thoại từ những số không rõ danh tính thông báo rằng mình đã trúng thưởng và có quà tặng giá trị. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đây là một chiêu trò lừa đảo của các kẻ lừa đảo để lấy thông tin cá nhân của bạn hoặc là yêu cầu bạn chuyển tiền cho họ để nhận quà. Các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của mình với một nhân viên ha. Alo. Dạ, cho em hỏi có phải là số điện thoại của anh Phúc Tâm không ạ? À, phải, có gì không em? À, dạ, em chào anh. Em tên là Ngọc Nhi, gọi đến từ phòng ban quản lý hồ sơ của trung tâm mua sắm AO anh. Thì không biết là gần đây đã có bạn nhân viên nào thông báo về cái phần quà tặng cho mình chưa anh? Chưa em ơi. À, dạ, vậy thì em xin gọi để thông báo và chúc mừng anh đã nằm trong danh sách được nhận quà miễn phí bên em á anh. Phần quà này là hoàn toàn miễn phí. Dạ, giờ do bên em đang tri ân khách hàng đó anh, thì anh sẽ có cơ hội được nhận một trong 5 phần quà sau đây. Dạ nhất là tivi, dạ nhì là máy massage, dạ ba là tủ lạnh, tiếp theo là máy giặt và cuối cùng là máy tính xách tay anh. Thì anh nhớ đây là phần quà bên em tri ân cho mình, nên mình không phải đóng bất kỳ chi phí nào cho phần quà tặng này hết nha anh. Thì phần quà tặng này có giá trị rất là cao, cho nên là để công bằng cho bước còn lại thì mình sẽ không được lựa chọn quà tặng, mà bên phía nhà tài trợ sẽ trao quà ngẫu nhiên á anh. Thì anh sẽ nhận được một cái mã dự thưởng kết quả ngẫu nhiên, mã của anh trùng khớp với cái phần quà nào thì em sẽ trao tặng cho anh phần quà đó và thực hiện quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ trong đợt này á anh. Thì để nhận được một trong 5 cái phần quà đó thì bên nhà tài trợ yêu cầu mình là phải đăng ký trải nghiệm một cái dòng sản phẩm mới bên phía nhà tài trợ anh, chủ yếu là lấy mã dự thưởng. Bên phía nhà tài trợ cũng khuyến khích là mình đăng ký những cái dòng sản phẩm nào mà có tiền nhất để tiết kiệm chi phí và nhận quà trong cái đợt này á anh. Dạ vâng, thì anh mua sắm sản phẩm hôm nay thì nhà tài trợ sẽ quy về giá gốc và để công bằng cho những khách hàng có thể nhận hàng á anh, nhận thưởng á anh. Thì sản phẩm bên em là được bảo hành 3 năm, trong đó là 1 năm bảo hành 1 đổi 1 và 2 năm còn lại là sửa chữa hoàn toàn miễn phí anh. Thì không biết là mình đã hiểu rõ chưa ạ? Vậy giống như là mình phải mua một sản phẩm mới được tặng quà đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa, kiểu vậy thì cũng giống như em bán hàng cho anh rồi. Dạ nhưng mà nếu anh đăng ký sản phẩm bên em bây giờ thì bên em sẽ quy định cho anh về giá gốc mà. Nếu mà tặng quà thì là không cần phải kêu người ta mua sản phẩm. Còn nếu mà đã kêu mua sản phẩm tức là hình thức để lừa gạt người khác để mua sản phẩm bên em đúng không? Kiểu vậy chứ gì? Dạ, dạ em đâu có lừa gạt gì anh đâu anh. Nhưng mà ấy là kiểu kiểu nếu mà em đã tặng quà cho anh á thì đâu nhất thiết anh phải mua hàng của em. Dù vậy. Còn nếu mà em đã nói được tặng quà mà phải mua hàng của em mới được tặng quà thì kiểu đó là tặng kiểu sao? Nếu mà anh mua về mà em không tặng cho anh rồi sao? Thí dụ dạ, vậy. Em chắc chắn là mình sẽ nhận được một trong 5 phần quà đó anh. Chắc chắn đúng không? Dạ, số của em, số của em anh lưu nè. Giờ anh chuyển qua bên kế bên công an để em trao đổi với công an để ok anh vẫn chấp nhận mua hàng của em. Rồi xong rồi anh vẫn, thí dụ mà anh không nhận được hàng đúng không, là người ta sẽ quy xác định vị trí của em, người ta tìm đến em, ok không anh? Kế bên công an, khi mình nói đến công an là nhân viên này tự động cúp máy liền. Các bạn cũng hiểu rồi ha. Hãy luôn nhớ rằng không ai có thể trúng thưởng khi chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi hay là rút thăm nào. Hãy tỉnh táo và không tiết lộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hoặc là bất kỳ thông tin nhạy cảm nào. Hãy chia sẻ video này với gia đình và bạn bè của bạn để giúp họ tránh rơi vào những cái chiêu trò lừa đảo này. Chỉ khi mọi người được cảnh giác, chúng ta mới có thể bảo vệ mình khỏi những cuộc gọi lừa đảo như thế này.